giá xin được phép bắt đầu. Mười tỷ. Mười tỷ là thứ nhất. Mười tỷ là thứ hai. Mười hai tỷ. Mười hai tỷ là thứ nhất. Mười hai tỷ là thứ hai. Hai mươi tỷ. Hai mươi tỷ là thứ nhất. Có vị đại gia nào ra giá cao hơn nữa các bạn? 20 tỷ lần thứ hai. 20 tỷ lần thứ ba. Chốt giá. Chốt đây. Đứng lên. Ngồi xuống. Giơ tay lên. Bà mẹ mày, rốt cục là mày kêu tụi nó đứng lên hay ngồi xuống hả? Sao mày hại não tao quá vậy hả? Dạ xin lỗi đại ca, tại em mới đi ăn cướp lần đầu tiên rồi nên em bị gói văng. Mày bớt nói giùm tao đi, làm việc. Dạ. Anh kia tôi hả? Đứng lên. Cãi vô. Đây là lần đầu tiên của em á. Anh làm như vậy thôi nha. Sao vậy? Tôi kêu má cởi là má cởi vòng vàng trang sức ra, chứ không ai mượn kêu má cởi quần hết trơn á. Hiểu không? Không ai mượn. Nhìn má dị quá má ơi má. Đồ quỷ sứ à. Sao không nói sớm? Làm người ta mừng hụt. Tao không có thời gian rảnh rỗi để mà xàm xí đú với hai đứa bay nghe chưa? Nghe chưa? Hả? Tao không có cần vàng bạc kim cương hay đá quý gì hết. Cái tao cần á là cái game của ông lão kia đang chơi vậy. Mày lấy cho tao. Dạ. Quang Lương, lúc đó ta sẽ không ám mày nữa. Anh em bị bắt. Mày đi chết đi. Ngày mai con đây sẽ đi xa xa xa. Mẹ ơi chăm sóc cha giùm con. Lion Empire, siêu phẩm đại chiến hai thế giới do Gamota và Nation đồng phát hành, chính thức có mặt tại Việt Nam tại ngay trên Google Play và App Store.